Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Truck Simulator Ultimate của Zuga. Và ngày hôm nay video mới mình thì sẽ liên quan đến một bản update mới của cái tựa game này. Đó là bản update V1.1.2. Rồi, ở bản update này chúng ta cũng có khá nhiều, rất nhiều thứ để phải nhắc đến được bản này. Ở hiện tại thì mình chơi ở bản update 1.1 thì mình vẫn đang bị fix bug, bị cái lỗi là không mua được xe. Thì không biết ở bản 1.1.2 này có fix được lỗi mua xe hay không. Nhưng mà mình sẽ điểm qua một chút thông tin về cái bản này. Rồi, bản này thì chúng ta sẽ được thêm cái Fantastic Graphic Assist. Tức là nó sẽ điều chỉnh cái hiệu ứng về đồ họa sao cho nó tạo cái trải nghiệm tốt nhất. Đó. Và nó sẽ phù hợp với những chiếc điện thoại thế hệ mới và những cái máy tính mà chơi mô phỏng. Rồi, hiệu ứng cái thứ hai đó chính là Snowplow được add. Snow là tuyết, còn Snowplow mình không rõ lắm là cái hiệu ứng tuyết gì. Rồi tí nữa vào trải nghiệm thử. Rồi, chúng ta sẽ được cải thiện về cho những chiếc điện thoại có cấu hình yếu. Thì như các bạn update trước 1.1 ấy, mình có test thử chế độ mưa ấy. Chơi kiểu trời mưa thì chơi khá là lãng luôn. Và nhất là anh em để chọn chế độ mưa bão, heavy storm ấy, rồi lag không thể đi được. Thì không biết ở cái bản này thì Zuka có fix hay không. Rồi, nó sẽ bản này 1.2 này chúng ta sẽ có thêm về tie effect là hiệu ứng lốp. Như vậy lốp thì nó cũng đã có thêm hiệu ứng rồi. Ở bản 1.1 thì chúng ta có hiệu ứng nước nó ố vào kính ấy, mờ hiệu ứng mờ kính, mờ gương chẳng hạn. Thì ở bản này chúng ta sẽ có thêm hiệu ứng về lốp. Rồi, và giống như tất cả các bản update của Zuga thì bản này chúng ta cũng sẽ thêm được bản đồ mới và thêm được cái trailer, tức là cái mock đằng sau mới, như là móc chưởng ngựa thì phải. Rồi, và hệ thống thời tiết thì cũng được cải thiện, improve. Cái effect, tức là cái hiệu ứng của thời tiết với đầu cái trong trời mưa và trời bão thì cũng được thêm vào. Đó. V2 view là vo bánh xe, tức là cái mà thời cái kiểu hứng mà mưa tuyết ấy thì nó sẽ tác động lên cái gọi là cái lốp của chúng ta ấy. Rồi và thêm một số các hiệu ứng đẹp về đèn. Rồi cái nữa là thì tài xế ở trong xe sẽ được đổi theo avatar. Wow. Như vậy là nếu mà cái hình ảnh mà người lái xe ở trong cabin ấy thì nó sẽ được thay đổi theo cái là avatar của chúng ta up lên, khá là hay. Rồi thêm vào nữa là chúng ta sẽ được fix bug, sửa rất nhiều lỗi. Đó là tổng quan một chút về bản update 1.2 này. Có rất nhiều thứ được add trong này. Đó. Rồi, mình vào nhá. Đây 1.2. Trước mắt thì tôi sẽ test một cái mà tôi đang rất mong ở cái bản update này, đó là fix cái lỗi mà không mua được xe. Gara này không biết có phức không. Ồ, như vậy thì mình vẫn chưa mua được xe mới luôn anh em. Không mua được xe mới luôn. Phí kỳ con khỉ gì vẫn không mua được xe này. Vào gara bình thường vào cái bản trước ấy, cái bản trước bản V109 thì mình có thể mua được xe này. Đây, ấn vào đây thì nó không ra xe, ấn vào buy này cũng không được này. Mình cũng chưa biết cái làm thế nào để fix được cái này. Rồi, thế bị cay, sờ cay chứ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem là chúng ta sẽ tìm thêm một cái... Chắc là phải chạy thử rồi. Chạy thử thì biết được. Rồi. Đây nhá, nó sẽ có thêm là... Một số cái hàng đây. Cái ship logistics này. Cái livestock là cái hàng mới này. Đây chính là cái này này. Nhưng mà cái này của mình bị khóa thì mình không chở được. Đó, cái ship logistics này chỉ có mua vít thì mới chở được thôi nhá. Chở ngựa này này. Đó, chỉ có bản nạp VIP thì mới được thôi. Còn chơi thường thì không có cái tính năng, không có cái chở ngựa đấy. Đây, ở dưới này cũng có cái livestock là chở ngựa này nhưng mà mình không thể nào chọn được. Chỉ có VIP thôi. Thế bị cay nhỉ? Anh em mình chơi tự do thì không thể nào ấy được.
chờ cám chim. Hàng ngày thì đấy, chờ GB là chờ cây xăng này. Hay là tôi đi thử cái cung chờ cây xăng này nhá. 2.000 cây rồi, 2.000 cây thì chờ bây giờ. Cái này nếu mà dài quá thì mình sẽ đi thành hai map rồi. Rồi chờ GB. Đây là cái hàng mới, Spotlight. Mình thì có cái hàng mới là chở ngựa này, nhưng mà hiện tại mình không mở được. Đó, có cái chở ngựa đây nhá. À, hình như là nếu muốn chở ngựa này thì anh em phải nâng ở trong này. Anh em vào phần này này, vào phần company này. Các bạn nâng cái license lên là chúng ta mới chở được ngựa nhá. Đó, đấy. Đây. Phải nâng cái license lên này thì mới chở ngựa được. Ôi, lơ luôn rồi anh em. Lag luôn này. Đơ luôn rồi. Đơ luôn. Ok. Đơ rồi. Để tôi xem tôi quay lại được không. Không quay lại được. Ô. Đơ. Đấy. Anh em ơi, đơ này. Đấy. Và company giờ nó lại ra thành job thế mới ảo ma Putin à. Ui giời. Lỗi này. Đây anh em thấy không? Đây đây đây. Lỗi này, nó một cái bug nữa này. Tức là mình ấn vào copy thì nó lại ra cái trang chủ ở ngoài đây. Anh em muốn chở ngựa chúng ta sẽ phải nâng license ở đây nhá. Đây có cái license chở vật nuôi sống này. Cái này thì mình sẽ làm một video riêng mình nói nhá. Còn mình sẽ quay lại mình sẽ chở. Ôi chết chết rồi, tôi đi tôi ao cái kia là không chở được cái thùng rác rồi. Ở đây chở được cái thùng rác nhưng mà VIP. Chúng muốn chở thùng rác phải VIP cơ. Đây. Vẫn chở được thùng rác. Có cái Poline này mới này. Chở cây xăng này. Rồi đó, mình phát hiện ra thêm một cái lỗi của cái bản này. Đấy. Đây các cái update mới đây, nó cũng chỉ mình có thấy thêm là cái thùng rác mới và chở ngựa thôi, có hai cái nhóm ngành mới. Rồi, chờ 14 giây thì mình sẽ set up cái này nhá. Đi Hà Tĩnh, đi Hải Dương. Tình là cũng khá là buồn là vì không fix được cái mua được xe. Rồi ở đây này, slowly này. Let dream speed slowly. Mình vẫn sẽ là slowly nhá. Chọn ban ngày đi anh em. Rồi để xem nó tác động lên một số cái effect liên quan xem nào. Chưa có tiếng gì mà. Rồi asset. Rồi. Lâu ngày không chạy cứ thấy đơ đơ tay thế nào. Rồi. Anh em thấy có hiệu ứng không? Mưa tuyết này. Rồi bật cả kính này. Chạy cái này là mình sẽ phải hạ hết kính xuống. Bật chiếu xa luôn. Ủa, chưa ái hết. Rồi nha. Đây. Ở cái bản này chúng ta có thêm về cái hiệu ứng mọi người nhìn thấy. Đó là hiệu ứng mà chúng ta nhìn thấy tài xế này. Và cái này thì nó sẽ thay đổi là theo cái avatar của các bạn này. Đây. Bản này thì nó đã update đến thế này rồi. Đấy, anh nhìn chưa? Cái cabin giờ đấy, anh em bật đèn lên nhìn rất là sáng nhá. Đó. Đây cũng là một cái bản update này mới có này.
và nó cũng phần lốp thì bạn có biết, mình chưa biết đây. Cái mà đi trời tuyết thì có dây xích ở lốp thì không nói nhá, ở bản 1.9 cũng đã có rồi. Thứ ba là có hiệu ứng là nó tác động lên đến lốp xe thì không biết là thế nào. Rồi. Thử đi vào tuyết xem nó có hiệu ứng không. Có thêm một số cái đèn nữa nhưng mà chắc ở phần sau mình sẽ làm nhé. Cảm nhận là mình thấy đồ họa đẹp hơn, nhìn nó vẻ vượt hơn mọi người. Nó trúng trời. Capi nó có đèn vàng ạ, nhìn thấy đã chất rồi này. Chung là bây giờ bản này nhìn tài xế rất rõ nhé. Xe hơi bật. Thử nhá, đi thử xem đường xá thế nào. Đồ họa cà phê có vẻ mượt hơn đấy. Lốp xe thì như thế nào, u xe trôi dốc. Được cái thì nó cho zoom cận cảnh vào cái cabin này thì cũng khá là ấm cúng luôn. Mưa tuyết. Gió buốt hết cả người. Ở ngoài nghe cái gì gió buốt này. Từ từ mình sẽ bật. Nó mà có cái effect mà liên quan đến tuyết là ảnh hưởng đến lốp xe thì như nào ta? Chưa thấy rõ lắm. Nhưng mà cái kính này thì có vẻ hơi cùi, cái gương hơi cùi. Chưa thấy rõ. Đây, nhìn này trông ấm không? Để mình tắt đèn cabin nha, nhìn thấy tối thui luôn. Đây là cái kiểu đèn cabin này.
đấy đấy đấy, hình như là đâm đâm vào tuyết nó rơi thế nào đấy. Đây cái effect mà mình thấy bảo là cái snow snow là chính là cái này này. Khi mà chúng ta đâm vào một cái gọi là cái chướng ngại vật nhá, các bạn sẽ thấy tuyết nó văng ra ở từ đầu xe này. Mình quay gần gần gần, gần từ từ đấy. Đây chính là cái hiệu ứng mà nhóm Thanh họ nói, ví dụ đâm vào đây này đấy, mọi người thấy không, thấy tuyết nó sẽ văng ra ở cái điểm mình tiếp xúc này, ví dụ đâm lên cái này nhá, đấy nó là một cái effect ấy đó, khá gắt. Tiếp tục bò về đích. Xét gì? Là xét rồi. Phải là xét rồi điểm này. Trong cabin như đây. Nói chung là game này mình thấy thế là quá hay rồi. Anh em ngồi ngoài ngồi trong cabin thì đều thích cả. Mới tội là mình vẫn bị cái lỗi là sao tay lái cứng thế này. Thế lại cảm giác như nó hơi trễ trễ mọi người. Thế mà thêm cả map mới ở cái chỗ để ở đây sân bay này. Đây sân bay. Ủa, xe có thêm xe chở tuyết kìa. Không có thu phí luôn. Vì tự động luôn. Rửa xe thì chúng ta vẫn nó rẽ vào đây. Mà thôi mưa tuyết rửa xe làm gì. Xe đang từ màu xanh lại chuyển sang màu nâu nâu luôn. Nào xem là hiệu ứng lốp xe mà vẫn thấy bình thường chẳng khác gì. Nhưng mà đây các bạn này, được cái này chúng ta nhìn cabin của bác tài. Thật ra anh em mà chơi cái góc nhìn ở phía sau thì cái này quan trọng, cho mình hay chơi cái góc nhìn như này thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Làn luôn. Vô lăng này nó phải hơi bị trễ. Vô lăng nó hơi trễ mà. Rồi tôi xem phần sitting này nó có thêm cái phần gì không. À, phần sitting này chúng ta chỉ có không có gì. Biết phải map mới không? Ôi sao mình đâm vào đâu? Cái map này kìa. Cái map này như cũng là map mới. Mà vòng cua này. Đường thì rộng lắm, trip coi đã thì vậy. Trơn vô lăng thì không phản hồi.
trơn.
bị đi nhầm mẹ ở cái chỗ đoạn kia kia được cột rồi, ngủ rồi em mát bé quá. Thế sao về đến bên được 20 cây rồi. Xong chuyến hành trình đầu tiên của Aldes V1.2.